Em mà với anh này là thuộc dạng ế ế cứ ngồi thôi ạ, cứ ngồi thôi, còn một mình em chiến hết cả mặt trận, một mình em xử lý hết. Hàng xóm bảo em là sao Nhung dạo này đắt hàng thế. Xin chào hai em. Em xin chào chị Hồng Vân ạ, em chào anh Quốc Thuận, em xin kính chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu ạ, em là Nhung ạ. Em năm nay 32 tuổi và em đang làm kinh doanh ạ. Nhung ở đâu? Hôm nay hai vợ chồng em là bay từ Quảng Ninh vào đây đấy ạ. Vậy hả cưng? Dạ vâng ạ. Wow. Tức là mới hôm nay mới vô tới đây dạ luôn. Vâng. Thì bọn em nhận được lời mời của chương trình là bọn em bay từ Quảng Ninh vào đây luôn đấy ạ. Quảng Ninh là ở có Vịnh Hạ Long đấy ạ. Đúng rồi, chị biết rồi. Quý hóa quá. Công việc kinh doanh của em là gì vậy? Dạ, hai vợ chồng em thì có một công ty sản xuất về dược liệu ạ, thảo dược ạ. Mời em. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Trung Cường. Em cũng 32 tuổi bằng vợ của em. Bây giờ chúng ta quay ngược lại thời gian là các bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Thì cái này em xin phép được nói bởi vì là em với anh này là thuộc dạng ế. Ế? Đúng ra là thời điểm mà em quen nhà em là năm 2014. Lúc đấy em đang làm kế toán. Thì là em chỉ có đi làm thôi ạ. Và gần như là nói đúng là con nhà lành thì cũng không có tìm hiểu, không có yêu đương gì. Và anh này cũng vậy, cũng hồi đấy cũng làm giáo viên. Thế nên là thành ra là cũng không tìm hiểu ai hết. Là họ hàng rất là lo sợ với hai đối tượng này, là hai đối tượng nằm trong diện tình nghi. Không phải một người lo đâu ạ, cả họ lo cả cho họ. Và bọn em là có một chị, là chị đồng nghiệp với em, thì lại cũng là chị họ của anh này. Thì là thấy hai đối tượng này nằm trong cái diện gọi là quá là vừa ế lại vừa nguy hiểm nữa. Và thế là mới giới thiệu cho bọn em gặp nhau. Thôi thì cũng cứ đi cho nó gọi là cho có đấy ạ. Thế xong rồi gặp nhau thì hẹn ở đâu thì không hẹn. Hẹn ở cái quán trà đá ấy chị. Có nghĩa là làm sao mà cái quán mà rẻ tiền. Em nghĩ là chắc là hồi đấy là để cho không gian nó thoải mái. Thì anh này nói chuyện, anh cứ ngồi, anh em nói, anh không nói năng gì hết. Anh ấy cũng giống như gì thôi. Dạ vâng, cứ ngồi thôi ạ, cứ ngồi thôi. Còn một mình em chiến hết cả mặt trận, một mình em xử lý hết. Bây giờ phải hỏi Cường, cái lúc đó em ngồi em nhìn cô gái này thì em có ấn tượng gì về cô không? Em cũng bất ngờ. Bởi vì ban đầu là theo cái lời giới thiệu của chị ấy, thì là hai người hẹn nhau thì em ra, em nghĩ là chắc chỉ có bạn ấy ra thôi. Ai dè thì này bạn ấy có dẫn theo là hai bạn nữa đi cùng. Thấy ba bạn ấy rôm quá mà tụi mình hơi thơm, nghĩ mày mình bị quây rồi. Con nói thật lòng đi, với ba cô ngoại trừ chị em ra, em thích cô nào? Em thích cô bạn hơn là cô đấy, bạn đấy, cô nghĩ ngay mà biểu hiện luôn là về không xin số điện thoại. Dạ vâng. Khoảng một thời gian một tháng sau thì em có dẫn em trai đi thi đại học, về ngồi với em trai với một anh trai nữa. Anh ấy cũng nghe cái chuyện là mình được dẫn đi mai mối, xong sau đó là về thì cũng không thấy có một cái động tĩnh gì cả. Thế là anh trai anh bảo tao dẫn mày đi tán gái. Đến nhà ấy cô ấy. Thì hôm đấy là hai anh em cũng đến xin số điện thoại, gọi đến nhà bạn vợ em. Ngày hôm đầu tiên thì xin thì bạn ấy, vợ em từ chối. Không cho đến. Thế hôm sau là cũng không gọi nữa. Tìm hiểu nhà ở chỗ đấy, địa chỉ ở chỗ đấy, đến tận cửa. Không, đến tận nơi. Xong thì đi về, hai người đi về rồi tối thì lại gọi điện cho em. Gọi điện cho em thì thôi em cũng để, em cũng nghe. Thế nào mà lại nói chuyện đến 2 giờ đêm, thế thôi cảm tình luôn này. Vâng. Tức là ngay đêm đó là dạ, vâng, nói chuyện một phát đến 2 giờ đêm. Một phát đến 2 giờ đêm. Nhưng mà với tình hình con người như thế này thì nói chuyện gì mà đến 2 giờ đêm vẫn còn chuyện để nói. Dám một mình em chiến hết, dám một mình em chiến hết. Bây giờ em mới biết đó là nói chuyện xong buồn ngủ quá để đấy. Cứ để cho một mình em nói, có nghĩa là để sẵn cái điện thoại đấy. Xong đến lúc em gọi thì mới giật mình ừ thôi. Không, phải để Cường nói nè. Không phải là em không nói được gì mà cũng nghe thông qua cái câu chuyện của vợ em thì em cũng hiểu cái tâm tư tình cảm. Hiểu không anh ngủ? Cũng hiểu. Mà bắt đầu là em có một cảm nhận bắt đầu bén mùi rồi đây. Nhưng mà lúc đó là Nhung có ai tìm hiểu Nhung không? Em có đối thủ khi mà em quen bạn này không? Thực ra thì lúc đấy thì Nhung cũng có kể là cũng thấy nhiều đối tượng là rất là thích. Em nghe cái chiều hướng như vậy thì em bắt đầu là lúc đó thì em làm giáo viên thì nhà em đi có một con xe máy xe gem. Bố em thì có một con xe Sirius. Mẹ em thì có một con xe thồ hay chở hàng. Thế thì em chơi cái bài là cứ mỗi ngày em đến chơi thì em lại đi một con xe. Một tuần thì là có 7 ngày thì em đến cả 7 ngày. Nhưng mà em lấy xe của ai em đi? Hôm thì em đi xe của em. Hôm thì em đi xe của bố em. Hôm thì em đi xe của mẹ em và hôm thì em đi xin mượn xe. Mà mục đích đấy làm gì? Mục đích thì em nghĩ là
bây giờ là cái bạn này mà thấy nhiều người đến ta tán gọi là có ý quá thì chắc chắn là người ta cũng có một cái gì đó người ta ngại. Một tuần đến 6-7 cái xe khác nhau rồi chứng tỏ là 6-7 anh xếp hàng. Hàng xóm bảo em là sao Nhung dạo này đắt hàng thế. Ngày xưa thì không có ai mà sao dạo này đắt hàng thế. Em thì cũng không dám nói ra. Thì nhà anh này thì hồi anh em tìm hiểu nhà em ấy thì nhà anh cũng nghèo lắm ạ. Anh ấy làm giáo viên thì lương chỉ có hơn 2 triệu thôi. 2 triệu thôi nhưng mà hồi lấy yêu em ấy thì lại đi từ nơi đi làm giáo viên ấy, cách đến Hạ Long ấy, thành phố Hạ Long mà về nhà là 80 cây. Cứ có người yêu cái là đi đi về về. Trời ơi. Ôi tiền xăng không thì coi như là lỗ lương rồi. Xong hồi đấy còn đi xe buýt ạ. Tức là còn thồ gạo, chở gạo xuống dưới trường để bán cho các cô để gọi là có thêm kinh phí để mình đi làm. Hồi nghèo nghèo lắm ấy, xong rồi là mượn cái xe thổ của mẹ để đi gọi là khắp nơi để chở hàng cho mẹ luôn. Vậy thì mỗi lần mà hẹn hò với nhau thì là thường là ăn uống như thế nào, chi phí như sao? Trong cái cuộc hẹn hò thì thường đa số là có một cái khoảng không gian riêng tư mà nói chuyện nó thoải mái hơn thì hai vợ chồng em thì cứ hay ra cái chỗ khu trà đá. Em lần đầu gặp đấy. Mỗi lần thì chắc chỉ mất khoảng 25-30 nghìn thôi. Có nghĩa là chi phí chỉ 25-30 nghìn một cuộc hẹn thôi. Còn không ấy, anh sẽ chơi cái bài đó là ngồi giết ở nhà em thì sẽ không tốn đồng nào. Sẽ không tốn đồng nào. Thế thì một tuần để xem coi như cứ trung bình ấy, đầu tư là 4 hôm đi, 3 hôm ở nhà cháu trẻ 100 ngàn. Thế còn 4 hôm thì coi như mất 100 nghìn. Thế là một phần năm tháng lương. Ồ, 100 nghìn rồi. Thì một tháng như thế 400. Thì... 400. 400, 500. Ôi trời ơi, thế thì cũng còn có 6. 600 nghìn tiền xăng nữa thì coi như là... Không chỉ còn có 1 triệu cho tiền ăn, tiền uống, không được có mà chết. Như vậy là đâu có sắm được đồ mới mặc để mà đi với bạn gái đúng không? Vâng. Em xin phép em phải tả cái hình ảnh này bởi vì là nó đọng mãi ở trong cái... Em chưa thấy... Ký ức. Thì anh chị cũng hình dung là năm 2014 em quen nhà em ấy, thì lúc đấy thanh niên bình thường thì anh hình dung nó cũng đã phải bảnh rồi, cũng không đến mức độ là trông đẻo quá rồi. Nhưng nhà em là đi tìm hiểu mặc một cái quần bạc đít mà áo thì áo kiểu áo thời cũ mà áo nó hơi màu, nó hơi ngả màu, tức là màu nó cũ màu lắm rồi. Xong rồi mượn sang tuyê mượn cái thắt lưng của bố mà to bản, cái loại thắt lưng mà cái loại màu nâu bò mà đều đều ấy. Biết rồi. Vâng, xong rồi đôi giày thì phải mõm vuông của bố nữa. Có nghĩa là em mới phát hiện ra đó là mượn của bố hết. Và vay bố 200 ngàn. Đấy, vay bố 200 ngàn đi tìm hiểu. Thực sự luôn à. Nhưng mà em thì em quý là em quý cái con người, có nghĩa là nhìn hiền lành lắm. Chỉ có trái tim nóng, tình yêu bất tận. Nhưng mà bao lâu thì tụi em mới đám cưới? Bọn em chỉ có tìm hiểu 7-8 tháng là đi đến kết hôn. Là hôn nhân, như vậy vẫn trong tình trạng nghèo. Nhẫn cưới. Là có, thực ra vợ chồng em thì đi mua nhẫn cưới thì đến cửa hàng cưới cho em đôi nhẫn vừa rẻ vừa đẹp mà lại phải rẻ nhất ở đây. Thế là chị đưa cho đôi 2 triệu, chưa phải rẻ nhất chị ạ. Cho em đôi là hơn 1 triệu thôi. Thế là chị đưa cho đôi 1,7 triệu. Thôi được rồi chị ạ. Chứ còn không có đôi nào 1,1-1,2 triệu ở chị bảo không có. Là có phải đôi này không? Dạ đúng, vẫn đôi này đấy ạ. Đẹp mà. Ôi ơi. 1,7 triệu một đôi ạ. Thế là em ok, thế này được rồi. Đi chụp ảnh cưới cho em một gói chụp hình vừa rẻ lại còn vừa đẹp. Thế xong rồi là thôi, đẹp. Vâng, thế lại chọn gói rẻ nhất ạ. Làm sao mà chỉ chụp 2 cái đủ treo 2 nhà là xong. Chú không có không cần phải nhiều, không cần nhiều, không cần một album, không cần, chỉ cần áo 2 dáng thôi là gần 2 tấm. Dạ đúng rồi, 2 dáng là 2 tấm, nhưng mà em mày lấy là thôi mất công lấy một cái giữa 2 tấm y nhau đỡ tị, không nhà nào tị nhà nào hết. Em có nhớ cái kinh phí mà chụp bộ ảnh cưới ra bao nhiêu không? Cả chụp này, cả áo cưới, cả make up ngày cưới là 4,5 triệu ạ. Vâng, cả lại 1,7 triệu với lại 1,7 triệu tiền 1,7 triệu nữa thì em mới cho là hơn 6 triệu. Còn đám cưới thì đãi thì sao? Đám cưới thì nhà ai người ấy đãi ạ. Cuối cùng có lời không? Lời thì nhà anh này không biết có lời không, nhà em không biết, nên nhà em thì có lời. Nhưng mà sau đó thì ở đâu? Dạ em về ở với bố mẹ chồng em ạ. Ừ. Vâng, thì về thì thôi rồi vẫn cứ cảnh nghèo, nhưng mà vợ chồng em thì thực ra có chí lắm ấy, lúc nào cũng sôi sục một cái quyết tâm làm giàu ấy. Anh này vừa lấy em về một phát là lôi vợ đi là nghĩ mô hình và khởi nghiệp luôn ạ. Mà trồng cũng như dược liệu. Chưa, bọn em phá sản 3 năm mới làm được dược liệu đấy ạ. Tức là năm 2015 về lấy em xong đó là bắt đầu anh này nghĩ ra một cái cách là bây giờ phải chăn nuôi. Thế là lôi vợ đi tìm con giống của giun chùn quế đấy ạ. Cứ thế đi tìm giun dế về nuôi thôi. Anh này cũng nuôi giun một thời gian ạ. Chăm giun lắm ạ. Suốt ngày chỉ ở với giun, ngủ với giun thôi. Em cũng nói thật, cả một năm có khi lấy em thì chỉ có ngủ với lợn, với giun, với cả gà, với cả...
Nhưng mà cái cơ duyên nào đưa các em đến cái công việc hiện tại và cái nguồn vốn từ đâu? Thì cũng chia sẻ với anh chị là nhà em thì bên nhà ngoại nhà em thì cũng ba đời là cũng các bác cũng làm lương y rồi. Thế xong mà là anh này thì anh ấy cũng đam mê với trồng trọt từ trước. Tự dưng đấy nhen nhóm cho mình một cái gọi là kiểu như mình phải làm thuốc. Lúc đấy bọn em vay mượn được 300 triệu. Bọn em đã liều mở nhà máy rồi. Chỉ có 300 triệu thôi. Sau đó là cứ vay dần xong rồi vốn vào thì lại trả xong rồi lại làm dần trong một cái thời gian như vậy. Thì đến năm 2020, tháng 1 năm 2020 là em khánh thành một cái nhà máy đầu tiên. Vâng, thì đến nay là năm 2021 thì bọn em lại xây một cái nhà máy nữa 10.000 m2 nữa. Hay quá. Vâng. Hai đứa có con chưa? Dạ em cũng chia sẻ là hai vợ chồng em cũng son thật đấy ạ. Là chưa có. Ồ. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, bọn em cưới năm 2015. 15 là đến bây giờ là đã 7 năm rồi. Thế thì rồi. Tí lại phải nhờ đến ông mụ rồi. Ừ. Dạ vâng. Thôi, mình sang phần thứ nhì đi, phần quyến rũ nhất của chương trình. Đấy là chỉ điểm đặt tên nói xấu nhau đi. Dạ, vợ chồng em là giống như là hai mảnh ghép ấy, và hai cái thái cực khác hẳn nhau ấy. Tức là em thì nói nhiều bao nhiêu thì anh này ít nói bấy nhiêu ạ. Thì ví dụ cả ngày anh này chắc là chỉ đếm trên đầu ngón tay nói được 3 câu. Ví dụ như vậy thôi, và nhân viên cũng rất là sợ anh này mà đi đâu lánh lừa lừa đấy. Thế còn em thì lúc nào có nghĩa là người chưa thấy đâu nhưng tiếng đã thấy rồi. Em thì kiểu dạng là nghĩ một đằng nói một nẻo, còn anh này thì nói gì nghĩ gì là nó không có ai biết là anh nghĩ gì anh nói gì luôn. Anh rất là chắc chắn trong cuộc sống thì anh này anh ấy có mỗi một cái tật xấu là ít nói thôi. Mà nói đúng ra là em rất là may mắn nên lấy được anh này ạ. Anh ấy không rượu, không thuốc, không có chơi bời một cái gì luôn. Em chỉ mong anh chơi một cái gì để anh ấy đỡ đam mê công việc thôi. Chứ còn nếu mà để nói là đam mê công việc hơn là đam mê vợ. Và gần đây thì có một cái đam mê đó là đam mê chơi cờ với người lớn. Thì thôi em cũng khuyến khích đi cho đỡ ngố rồi chứ. Là thích làm điên ông. Thích một cái giải trí mà nói chung là nó cũng hơi luống tuổi chút xíu. Đánh cờ tướng ạ. Nó tin ông với lại ông bụt. Thế nhưng mà rồi có xe xuông, bây giờ vai trò mình làm to quá. Chủ một cái nhà máy rất là to. Thế có xe xô không? Sao? Rồi dạ, mặc đồ thì thế này ạ. Vợ mua cho cái gì thì mặc cái đấy. Thứ nhất là nếu như mà em có nói em có hai tủ quần áo thì anh này chỉ có một ngăn trong một cái tủ quần áo này, ví dụ như vậy ạ. Thế chị cứ hình dung là ít mà có nghĩa là vợ mua cho cái gì thì mặc cái đấy. Toàn mặc quần áo công nhân thôi ạ. Em nói thật, lẫn mặt công nhân là không ai biết ai là giám đốc, ai là công nhân luôn. Mà đi ở nhà ở xưởng là chỉ có đi đôi dép tổ ong thôi. Xong hoặc là đi những cái đôi dép da bình thường thôi ạ. Ăn uống thì rất là bình thường. Ăn uống thì không bao giờ đòi hỏi là phải cái nọ phải cái kia. Lắm hôm mà chỉ có tí có cái cá ăn cái đó. Vâng, có gì ăn cái đấy, vợ nấu được thuộc dạng đẳng cấp luôn, là không ai ai không ai ăn được mà không bao giờ chê. Em lo quá chị. Ở đến cái phần khui tật xấu vợ không biết ổng có nói không. Đâu em nói luôn. Em nói thử chị nghe coi. Tại vì không vợ em có tật xấu gì không? Vợ có đúng với chủ đề á. Thì rất là nhiều tật xấu, nhưng mà ví dụ như cái câu chuyện mà vợ em nói là em ít nói cũng không phải, mà ít khi nói. Nhưng đôi khi là lúc mình nói thì vợ em lại không chịu được áp lực. Sao anh nói nhiều thế? Lúc mà em vào cái guồng mà cái vào một cái chủ đề gì đó mà em nói thì nó khớp thì nó nói nhiều dã man luôn. Cáu lên mà sao anh nói thì nhiều thế? Có cái cuộc cãi nhau mà em thấy nói một hồi, nghe lúc hai vợ chồng đã đi ngủ rồi, nhưng mà vợ thì cứ quay vào một mặt, hai người quay mỗi người một hướng, thì vợ cứ nói thì đến một lúc sau không thấy nói gì nữa, thì em tò sang thấy đã ngủ từ bao giờ. nói vừa nói vừa ngủ luôn. Dạ vâng, em nói em tự du em mất giấc ngủ mà luôn. Lúc đó em thấy mắc cười không? Em thấy buồn cười không? Hôm sau em mới kể lại thì bà ấy té ra bà ấy cười. Em là không mua sắm. Tại nãy là cổ có nói là có nghiện mua sắm hay không? Vợ em thì hay đi mua sắm. Mà lúc đã mua thì mua kinh khủng lắm. Mua đến mức độ là có một cái lần mua mà em cứ thấy bên shipper là cứ một ngày lại một cái bao to. Đen không biết bên trong là cái gì, mà ngày nào có những ngày phải có 3-4 cái bọc đen như thế. Thế thì bà cứ vứt ở một cái xó như thế, là đến hôm mới dồn ra là một đống quần áo mà xếp đến mức độ là 3 cái tủ 3 ngăn, mà đến cái độ em còn 1 ngăn. Bảo thôi để anh 1 ngăn anh chừa đồ của anh cũng được. Nhưng mà quay đi quần nãy hôm sau đã thấy một đống quần áo lại chèn sang cái đồ của mình rồi, còn mình đến mức độ mình không có chỗ làm ấn nữa. Tức là nghiện mua sắm. Chết dở. Cái tật xấu thứ ba thì vợ em cũng nóng, nhiều khi là nói chưa biết là đầu đuôi như nào đã gọi là vào cái nào quát liền một trang thôi. Hỏi nãy ra vấn đề là thành ra lại bị hớ. tính nóng vội quá. Thế mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Về bản thân em thì em nghĩ là cũng không nên thay đổi cái gì cả, bởi vì là giữa vợ em và vợ em nó là hai cái trái chiều nhau. Nếu mà bây giờ vợ em ít nói của bạn em cũng ít nói quá thì đôi khi là gia đình cũng mất vui. Thôi thì phải có người nói nhiều và có người ít nói. Để hòa hợp trong cái mối quan hệ. Có nghĩa là không cần phải thay đổi,
cứ giữ nguyên vậy. Không, cái gia đình này chỉ cần thay đổi một cái thôi là có một đứa con nít đó, là xong. Dạ. Có một đứa em bé là coi như xong hết, ông này sẽ nói nhiều hơn. Còn bà này mệt lắm, không nói nổi nữa. Mệt. Trong con xong, mệt quá không thể nói được nữa. Cho nên bây giờ vai trò của ông mụ là cực kỳ quan trọng trong cái việc. Căng thẳng quá vậy? Căng thẳng lắm. Căng thẳng chút quá. Xíu nữa đây mà tới cái phần bốc thăm đó nghe. Ráng bốc được cái cước chui nồi. Cước chui nồi cho chị là dính chặt. Là năm nay dính chặt luôn. Trước tiên là cảm ơn hai vợ chồng đến đây để chia sẻ những câu chuyện. Phải nói là rất là bổ ích. Anh rất thích cặp vợ chồng này. Và anh đã thích rồi thì cái mỏ anh nó mát lắm. Đúng rồi. Anh chúc cho hai vợ chồng vài tháng nữa bác sĩ sẽ báo tin vui. Và trong năm sau, năm con mèo, hai vợ chồng sẽ chào đón một con mèo vàng tuyệt vời đến với gia đình của hai bạn. Okay. Em cảm ơn. Vâng, em cảm ơn anh chị. Cố gắng nha. Vâng. Rồi, cũng không nhớ cái lúc mà em cua thì em cũng bị lộn người luôn á. Cưới sớm vậy? Bác sĩ bao cưới. Xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Rồi lũng luôn. Dạ. Phải có gì mà lũng kỳ vậy? Tại bà cái 6.000 cái ngày nữa ổng quân đội nữa. Coi như trong kia ông tập bắn dữ lắm. Rồi, xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Bích Đông Nghi, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm nail ạ. Đông Nghi ở quận mấy? Dạ, quận 9 ạ. Rồi, mời em. Dạ, em là Đinh Quyết Chí, năm nay em 26 tuổi và dạ, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm âm thanh tiền kỳ và hậu kỳ. Có làm sao chắc không? Dạ, dạ, làm sao men. Nhưng mà là em đã từng làm những cái sản phẩm phim ảnh gì rồi? Là YouTube rồi điện ảnh. Đã làm phim gì rồi? Đó là Bố Già Web Drama. Ồ, vậy hả? Như vậy là chắc có lẽ là các bạn gặp nhau trong một cái môi trường nó có liên quan tới nghệ thuật. Dạ không ạ. Hai đứa quen nhau sao nè? Ngày xưa em có chơi với lại chị họ của anh Chí, rồi chị họ dắt qua nhà thì em gặp được ảnh. Ấn tượng đầu tiên của em về Chí là như thế nào? Không có ấn tượng gì hết anh. Không có ấn tượng gì hết anh. Tại vì lúc đó ảnh đang có người yêu. Có nghĩa là gặp dạ, người yêu ảnh ở trong nhà luôn hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Vô cảm luôn. Ôi, Chí sao? Chắc chắn gặp con bé này cũng không có gì ấn tượng luôn đúng không? Vô cảm luôn. Dạ. Tại vì có bộ rồi. Có lướt qua nhau mà không có để ý gì hết. Coi như mình đi qua mặt nhau chút xíu thôi. Nhưng mà thấy cô bé này cái nhan sắc cổ làm sao? Có nhớ không? Dạ cũng không nhớ. Cái lúc mà em cua thì em cũng bị lộn người luôn á. Tao kể cho nghe coi làm sao. Lúc đó thì em với bạn gái em hồi còn đi học lớp 9 đó, nó còn nhỏ quá. Cái nó chia tay. Rồi bà chị mới hỏi chị có con bé bạn. Bây giờ đến với nhau đi. Em cũng chưa biết nữa. Xong cái em mới nhắn tin đó là cho anh làm quen. Chờ hoài mà không thấy trả lời. Tối bữa đó bé nó mới qua nhà chơi. Cái hai chị em trong phòng nói chuyện với nhau, em ngồi ở ngoài em nghe. Hồi trưa nay có thằng chó nào nó khùng khùng, nó nhắn tin cho nghe vậy nè. Em giận quá cái em xách xe em đi chơi nét. Thôi em sao em không biết ông này đúng không? Dạ đúng rồi, không biết. Mà nhắn sao mà em quạo dữ vậy? Cho anh làm quen nha, mà em chưa trả lời nữa thì ảnh nhắn thêm tin. Nếu không được thì thôi khỏi trả lời. Cái em mới nói là tự nhiên người gì đâu mà kỳ cục, chưa trả lời anh đi nói vậy. Cái em mới qua em kể cho chị ảnh nghe. Xong cái mới xem số điện thoại, cái mới nói là đây là chồng của em á. Mới... là nợ của Chí. Em có thấy là em bị hớ không? Dạ có thấy hớ. Xong cái em mới thấy có lỗi á, kiểu mình chửi anh đó là chó vậy á. Cái em mới nhắn tin gọi điện mà không bất mắn. Chảnh. Ở Chí có nhận được tin không? Dạ có. Lúc đó thì hơi sốc quá cho nên là cũng không muốn trả lời cho lắm. Nhưng mà lúc đó chưa có bồ mà trả lời luôn. À lúc đó là chia tay bạn gái cũ. Dạ, rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Sao trả lời sao nè? Mấy xin lỗi quá trời. Thì lỡ rồi. Mà mình dưỡng chưa biết mặt luôn nha. Nhưng mà bữa sau mình gặp rồi mình mới biết mặt hết, chết rồi lộn rồi. Nhưng mà lỡ rồi thôi theo luôn. Ủa lộn là sao? Có nghĩa là bạn của chị qua chơi rất là nhiều. Là em cứ tưởng là mấy cái bạn dạ, kia. Dạ đúng rồi. Chứ nghĩ là bạn này. Dạ. Đúng không? Cuối cùng lòi ra là bả. Rồi sau đó là ai là chủ động coi như là hẹn hò đi chơi với nhau? Là ảnh á. Em cua là em muốn có bồ thật hay là em muốn kiểu mà giống như là trẻ trâu muốn có bạn gái chơi cho vui thôi? Dạ thì lúc đó còn nhỏ quá. Bé này lớp 9 nhưng mà Chí là lớp 10 đúng không? Dạ. Cua dính không? Dạ dễ, dạ dễ. Cứ như là xong cái buổi tối đó là coi như là chính thức quen nhau rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà hai gia đình đồng lòng không? Dạ, gia đình cũng không có thích quen nhỏ quá. Cho nên là cũng đưa bạn này từ thành phố Hồ Chí Minh về tuốt với Củ Chi ở. Gặp nhau khó lắm. Tuần gặp lần hay là hai tuần mới gặp lần. Tức là hốt bé này về tuốt với Củ Chi luôn. Không muốn là cho hai đứa gặp nhau đó đúng không? Dạ. Nhưng mà em nhớ có một lần hơi bị liều lĩnh. Bé này xin ba mẹ là qua nhà bạn chơi ở dưới để đi sinh nhật. Xong rồi bữa đó là tối 11, 12 giờ nhà bé nó đóng cửa rồi. Xong cái giờ không biết phải ra làm như thế nào hết.
cái leo ra ban công, cái em dựng chống đứng xe lên, đứng lên xe rồi bé từ trên ban công thò cái giò xong đứng trên cái tay xong rồi bước xuống từ từ rồi đi chơi luôn. Trời ơi, nó quen nhau mà giống như Spiderman vậy chị. Romeo Juliet mà thời nay. Thương quá, rồi bữa đó có bị trật khớp tay không? Hên quá, bữa đó đứa nào cũng như cũng nhái cho nó nhẹ hòm. Rồi lúc mà đi về còn sao leo lên được? Không, đi Sài Gòn đi xuyên suốt luôn, đi hết xăng luôn, xong rồi tới sáng rồi nhà của bạn của bé này dậy thì mới đi vô nhà thôi. Nhưng mà vô nhà có ba mẹ có biết không? Dạ không ạ. Ai mở cửa? Dạ người nhà mở sẵn rồi, cái em lén vô. Trời ơi, chắc chạy nhanh lắm đúng không? Bữa nay ông bà ba mẹ mới biết nè. Lúc đó Nghi có sợ không Nghi? Cũng không, tại vì anh này là quen với dòng họ của chị nữa nên là mình cũng yên tâm. Nhưng mà hai đứa nè, đi về đói bụng á, tiền đâu ăn nè, khát nước rồi tiền đâu mà uống nè. Nhịn hết đó chị, nhịn hết đó chị. À nhưng mà lúc đó là nắm tay nắm chân chưa? Dạ rồi, nắm tay thôi. Rồi ổng có tỏ tình, ổng nói những cái lời nó ngọt ngào không? Dạ không đâu. Vậy sao chấp nhận, sao chịu ổng? Thì cô không biết nữa. Rồi sao rồi cứ xuyên suốt vậy luôn, có trục trặc, có chia tay chia chân lần nào không? Dạ chia tay nhiều lắm, dài nhất chắc một năm. Lý do? Có liên quan tới bạn gái cũ. Kiểu đi học cái đi chung với bạn gái cũ, cái em thấy rồi em chia tay thôi. Tại đó kiểu cũng con nít mà. Dạ. Ủa sao lại đi chung với bạn gái cũ? Em ít bạn lắm, chỉ có một mười bạn thôi, mà bạn nó cũng chỉ có mình bạn là em thôi. Nhưng mà bạn đó là bạn gái cũ. Dạ đúng rồi. Mà em cũng ít người mà cũng lạ lùng ha. Có mỗi một người bạn gái mới với một người bạn gái cũ thôi. Ủa nhưng mà điều gì khiến cho các bạn quay trở lại? Vẫn còn tình cảm á. Ai là người chủ động? Chồng em. Bữa đó là cũng nghỉ học rồi đi làm rồi. Bữa đó mới về lại Sài Gòn chơi xong cái bạn mới kêu. Tôi nhớ hồi đó có quen con bé gì mà bây giờ kêu ra đi, cái bạn mới nhắn tin kêu về mà bé này đang đi sinh nhật mà nó bỏ sinh nhật nó đi về luôn, mới thấy nó còn tình cảm mình cái mình tiếp tục luôn là tới bây giờ luôn. Có thời gian nào hai đứa phải yêu xa không? Dạ lúc nào cũng yêu xa. Sao vậy? Là một bữa củ chiên nữa ở Sài Gòn. Dạ rồi em lại đi nghỉ vụ nữa. À đi nghỉ vụ là yêu xa chắc chắn rồi đó. 2 năm nghỉ vụ đúng không? Ở trong quân đội đó thì là cô ấy có đến thăm không? Dạ có, đều đặn thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà lúc đó em mới sợ là bé này ở ngoài có người khác cua không? Đó. Dạ cũng có, nhưng mà em vẫn không có quen, cũng không nói chuyện luôn. Rồi đi 2 năm ra quân và bắt đầu là cưới liền hả? Dạ không, ra quân thì như là 3 năm sau mới cưới. Là bạn này bao nhiêu năm? Cưới quá sớm, tại vì là mới có mấy tuổi, 24 tuổi. Dạ không, mới cưới năm ngoái hả? Ồ vậy cũng vẫn sớm luôn, là mới 23 thôi. Sớm quá. Sao cưới sớm vậy? Bác sĩ bao cưới. Sao mà để cho có sự cố xảy ra vậy chứ? Thì chồng em á là hai đứa trước hôn nhân là có làm chiến đấu. Xong rồi chồng em mới đi ra hiệu thuốc mua. Em đi vòng vòng cái mấy cái hiệu bán đặc trưng của cái đó thì em dạo hoài không dám vô. Thôi vô tiệm thuốc mà em cũng dạo từ 7 giờ tới 8 giờ mấy mới vô á. Em nói bán cho em cái bao, cái chị nói lấy lại thường hay là lại tốt, nói lấy cho em cái tốt nhất đi. Cái chị mới đưa em 3 cái, em hỏi bao nhiêu tiền? 6 ngàn. Cái em mới đưa 6 ngàn mà em thấy hồi hộp quá, sao cái này có 6 ngàn, không lẽ nó rẻ vậy hả? Cái em cũng lấy luôn mà xài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Rồi lũng luôn. Dạ. Lại tốt gì mà lũng kỳ vậy? Tại 3 cái 6 ngàn. Cái thứ hai nữa, ổng quân đội nữa, coi như trong kia ổng tập bắn dữ lắm. Mà tối đó xài hết 3 cái không? Dạ không xài, không có chuyên nghiệp. Em còn quá trẻ và khi em biết tin là em có bầu thì lúc đó cái cảm giác của em nó như thế nào? Kiểu cũng hoang mang lắm, tại vì em còn chưa có sự nghiệp gì mấy. Với gia đình thì sao? Gia đình thì lúc đó chưa có nói, hai đứa vẫn im lặng thôi. Rồi bao lâu mới báo cho gia đình biết? Như là một tuần sau á mới kêu gia đình hai bên ăn cơm với nhau thôi. Dạ xong thì lúc đang ăn cơm cái ảnh nói ra thì cả nhà hết ăn luôn. Em mới nói giờ bố có cháu nội giờ tính sao, ba giỡn hoài còn nhỏ xíu xíu nít nôi đẻ đúng gì đây. Cái mới kêu giờ có rồi phải cưới gấp thôi. Cái mọi người đứng hình luôn, bỏ đũa. Dạ rồi xong cuối cùng sao, nhưng mà thì mọi người giải quyết như thế nào? Hai đứa nó tự lập hết rồi cho nên là chuyện mà cha mẹ phải nhúng tay vô nó cũng không có phải là vấn đề mà nghiêm trọng quá. Rồi tự đi học đạo rồi tự xin ký rồi đăng ký kết hôn rồi tự làm hết. Con được mấy tháng rồi con? Dạ 19 tháng. Trai gái? Dạ ăn trai. Tới phần kia đi, đại hội vạch mặt á, đồng chí Quyết Chí có nhiều tật xấu không? Có, cũng nhiều lắm chị. Làm biếng rồi bày hày nữa chứ.
hay nhắn tin với gái. Wow. Là trời. Mà có bị bắt gặp những cái tin nhắn mùi mẫn gì không? Dạ có một lần. Wow. Lúc đó là em giận quá thì em đòi bỏ nhà đi. Lúc đó là em bé mấy tháng? Đó là em đang có em bé. Chưa có sanh bé ra, bầu 7 tháng. Nghi á, phát hiện cái tin nhắn là cái chi tiết tin nhắn là cái gì? Thì lần đó ảnh đi với đối tác á, cái xong cái em ở nhà em lo sao thấy chưa về nữa. Cái em mới nhập vô Zalo của ảnh, em nhập bát vô thì vô tình là vô được. Thì em mới thấy tin nhắn là em nè. Thì lúc đó em mới ghen lên. Nhưng mà em không biết là nói gì trong tin nhắn đó thôi. Chỉ thấy là cái tên là em nè thôi. Xong rồi em mới gọi ảnh quá trời luôn. Ê, ảnh không bắt máy. Rồi cái em mới đùng 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 em đòi bỏ nhà đi. Rồi anh giải thích làm sao? Đồng chí đi đâu? Đi đối tác đó. Cho nên là không có tránh khỏi mấy cái vấn đề đó. À đối tác là em nè. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn hay nhắn tin cho gái không? Chỉ là nhắn tin cho gái chơi game thôi. Rồi. Chấp nhận luôn hả? Xong chơi game với con trai mà mắc gì phải chơi game với con gái? Tại vì mấy con nhỏ thích mình thì mình chơi thôi chứ em cũng không suy nghĩ gì sâu xa lắm đâu. À, dạ không? Nó chỉ giới hạn là game thôi. Con trai sao nó không thích mình? Tại vì mình không thích nó. Trời ơi, gặp vậy là nhân vợ của Chí hiền quá. Chứ gặp chị là chị không chịu á. Như cuộc đời em ít bạn lắm em chứ có. Em yêu con nhỏ mà. Bé người yêu mới chứ bé người yêu cũ. Hả? À, bây giờ còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ không. Nói mong muốn luôn đi. Ít chơi game lại, kiểu quan tâm vợ hơn. Vợ kêu sẽ nghe. Dạ chỉ nhiêu đó thôi à. Có làm được không? Dạ được. Rồi bây giờ tới Quyết Chí đó. Cô ấy có những tật xấu gì? Nghi thì nóng tính lắm. Nhưng là cái nồi chảo dầu vậy đó. Ví dụ giống như là mình đi đâu đó mà điện thoại hết pin, cô này lại không tin là mình hết pin. Xong là về là hả quần áo là nọ là xếp sẵn hết rồi, xong rồi ly dị rồi các kiểu là làm cứ giờ 1, 2, 3 cái là bùng vậy á, chứ không có nghe giải thích hay cái gì hết á. Dạ rất là nhiều lần. Hỏi có la làng chói lói không? Dạ không, vợ em im lặng lắm. Chỉ có nóng bùng 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 bên trong mình đùng cái là bể thôi chứ. Lửa ngầm đúng không? Nhưng mà có bao giờ viết đơn chưa? Nói bằng miệng thôi, nhưng mà em viết. Em viết hả? Chồng viết đơn là viết đi cho bỏ ghét hả? Dạ giờ làm nhiều lần quá mà mình không cải thiện được cái vấn đề đó là mình đi viết luôn. Mà cái đợt đó có đứa nào ký không? Chỉ có viết thôi. Đứa nói đứa viết mà dễ gì ký. Đưa ra một cái là bắt đầu run rẩy liền, run tay liền. Tôi đó, dạ tôi đưa cái tôi viết vô, dạ tôi không ký. Còn cái gì nữa không? Làm xiên hay làm biến? Làm sạch hay làm dơ? Ở nhà mấy cái việc đó em làm hết mà sao nó kêu mới dơ ra? Ồ vậy hả? Dạ, giặt giũ rồi quét nhà, lau nhà, chăm con rồi đút con ăn, người này nọ cái kiểu làm hết. Ủa chị làm hết luôn à? Dạ. Ủa vậy cuối cùng bà có làm gì không? Bà làm đẹp. Tại vì dạ em kiếm tiền lắm cho nên là đang mang bầu á, cái xin em mở cái tiệm ở nhà đi. Mở tiệm ở nhà ra là làm suốt cho nên mấy cái vấn đề em làm hết. Rồi giờ mong muốn đi thay đổi điều gì chứ? Em chỉ muốn là cái miệng bớt hổn thôi. Đâu ba hổn sao nói nghe coi. Trời đất ơi, ba xả ra một cái rồi ta nói hả? Thí dụ xả ba lôi nguyên dòng họ rồi này nọ các kiểu ba xả là đây là mỗi lần mà em đi đâu chơi với bạn là phải video call đó mở ra ngoài, cái bạn mỗi lần gặp nó là ghẹo hoài. Mày nhắm mày về được không? Không thôi để tôi qua đó tao lôi cái đầu mày về. Vậy xả luôn á? Dạ ba xả ghê. Nhưng mà là trước mặt bạn luôn hả? Dạ. Mà thiệt chứ không có giỡn đúng không? Dạ thiệt. Cái đó là thật xấu đó nghe. Là do ghen, đó là thật xấu đó. Do bực bội là tại đi uống với bạn hay là như thế nào? Do bực á chị, đi trễ quá không về cái em cũng lo. Trễ là tới mấy giờ? 11, 12 giờ rồi. Vậy là chưa trễ đâu, lố qua 12 giờ mới là trễ. Nhưng mà mỗi lần á bị xả như vậy á, cái cảm giác của Chí nó như thế nào? Cái chuyện mà vợ mình sợ vợ nó không phải là gì ghê gớm nó đâu, cho nên là bình thường à. Bạn bè nó hiểu mình thì nó chơi tiếp. Có cảm thấy bị mắc cỡ không? Dạ không, cũng thấy bình thường. Vợ gia đình là trên hết. Nghi còn có cái tật xấu gì mà hơn tật đó nữa không? Không, mọi thứ hoàn hảo rồi. Dạ. Là chị có không kèm được cái cảm xúc. Bây giờ sẵn đây chị nói cái mong muốn bả thay đổi gì luôn đi. Em chỉ muốn là vợ em hiền lành một chút xíu, hiểu chuyện. Cái gì cũng vậy, dừng lại, suy ngẫm lại. Chứ không phải cái gì cũng sổ ra. Rồi mấy cái đó sau này nó không thể nào mà vơi đi được, kiểu như vậy. Kiểu như là nó cứ ứ lại trong người. Mình làm không quá đáng như những gì mà người ta nói, mà người ta tự suy diễn ra. Chị thấy như vậy nè, cũng có những cái cặp vợ chồng á, người ta muốn được chia sẻ, cái gì là phải nói ra, nói liền không có để bụng. Nhưng mà chia sẻ ở như thế nào lại làm một cả một nghệ thuật. Dạ. Cái xả của Nghi không phải là sai, nhưng mà nó chưa đúng. Mình bực hay gì mình cứ nói: anh sao giờ anh chưa về, anh có biết là 11, 12 giờ em lo lắm không? Nó khác đúng không? Làm chỉ giật mình liền chứ ta, giờ là mình sai quá. Đó. Đúng không? Chứ còn á, khi mà Nghi xả theo kiểu đó thì Nghi sẽ xả được cái bực tức trong người của Nghi, nhưng mà cái cảm xúc của Chí nó sẽ lắng lại, nó cứ như là nước mà lóng phèn á.
thời gian lâu cái phèn cái nước đục nó nhiều lên, thì đến một lúc nào đó nguyên cái lu đó cái nước trong nó hết luôn, nghe hiểu không? Tại vì tuổi của tụi em còn rất nhỏ cho nên là chưa đủ chín chắn. Nhưng rồi thì Nghi cũng sẽ hoàn thiện mình dần, thay đổi dần dần. Bắt đầu tính từ hôm nay nha, những cái gì trước đó phèn mà nó lóng lại rồi có nhiêu xả hết, bỏ, hiểu không? Không có lóng lại nữa, không có lóng lại nữa, bỏ hết đi. Thì Nghi bắt đầu thay đổi từ bữa nay nghe. Dạ. Cứ xả ra đi, không cần ấy, nhưng mà xả một những cái lời lẽ nó mỹ miều hơn, nó khổ nhục kế hơn, nó đắc nhân tâm hơn là ăn. Ok, rồi nghe, cảm ơn hai em. Có thể cởi cái cúc áo ra để cho có thể ngồi tự nhiên. Cái nút ở dưới, đó. Phản xạ rất tự nhiên, cởi nút là coi như cởi áo đó. Mời hai em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Út Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Duy, con đang làm nhân viên văn phòng. Năm nay con được 30 tuổi và con kết hôn được 2 năm rồi. Con xin chào cô Hồng Vân và chào chú Út Thuận. Con tên là Ngô Hoàng Nhật Anh, năm nay con 27 tuổi. Con thì đang kinh doanh về lĩnh vực spa và thẩm mỹ. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái thời gian mà hai con lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Đó, và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, ngày xưa thì tụi con làm chung khách sạn với nhau, làm ở ngành hàng ngàn khách sạn. Dạ, thì con là vào sau, thì vợ con là làm trước. Cái ngày đầu tiên con đi làm á, thì cái trong cái bữa cơm á, thì vợ con đi chung với bạn con xuống ăn cơm, thì con mới nhìn, con mới thấy cái người này lạ. Cũng nhìn thấy cũng cá tính, tóc ngắn nữa, người cũng mẩm mỉm. Không có tròn quá nhưng mà nó mũm mỉm con mỉm. Có da có thịt. Dạ đúng rồi, cái đó cũng là gu của con. Con rất là thích. Cái xong rồi cô này mới nói với vợ con là sao cái bạn của chị ấy nhìn em hoài, em ghét quá. Tức là sao, cô này nói với vợ con là sao? Vợ của con nói với bạn. Đúng rồi, bạn của con là em nó bị lộn. Cô này nói với vợ con đó, nó tưởng đâu dạ. Không có vợ trước rồi đó. Dạ đúng rồi, vợ của con nói với bạn của con. Tại vì lúc đó con chưa nói chuyện với vợ. Tại vì lần đầu tiên con, ngày đầu tiên con vào làm việc. Tức là cổ nói là sao cái ông này tự nhiên ông nhìn tôi hoài vậy? Dạ đúng rồi, kiểu như là soi mói tôi hoài. Kiểu soi mói ấy anh. Tức là con không có ấn tượng tốt lắm về Lê Duy. Dạ. Đúng không? Dạ thật sự là không thích luôn chứ không phải không tốt. Cái anh này ảnh rất là kỳ cục. Tại vì trong giờ cơm mình ăn á, ảnh cứ nhìn mình hoài. Mà ảnh nhìn mình thật sự mình không biết là ảnh thích ảnh nhìn hay là ảnh soi mói ảnh nhìn. Mình không biết mà nhìn chăm chăm mà nhìn hoài luôn cô nhìn chú. Nhìn mà ăn không được luôn. Dạ đúng rồi, nhìn mà mình cảm thấy mình rất là ngại luôn. Đúng nhìn miệng vậy đó. Nhìn mà, ví dụ mà ai nhìn mình á, mình nhìn lại người ta sẽ né cái ánh mắt. Không, ông này ông vẫn nhìn luôn. Lúc đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc đó con đang có bạn trai. Với lại anh này lúc đó anh ốm lắm. Thì cái gu của con không phải là ảnh, cái gu con là phải cao to bạn vợ con thích như vậy á. Mà anh này anh vừa ốm mà anh còn vừa nhìn mình nữa, đâm ra mình không thích ảnh luôn. Dạ. Với một phần mình cũng có bạn trai rồi. Dạ đúng rồi, cũng không có ý. Dạ. Rồi sau bao lâu thì hai đứa để ý nhau? Đó. Dạ thì sau cái bữa đó thì hai đứa có làm việc chung với nhau rồi làm quen với nhau. Thì có một hôm thì vợ con có việc bận, không có bữa đó không có ở nhà. Có việc bận ở gần nhà con, tại vì nhà hai đứa cũng xa nhau. Nên là cái bữa đó là cái con mới gửi vợ con là để ngày mai anh chở em đi làm. Tại vì làm chung khách sạn thì mai anh chở em đi làm. Thì vợ con là đã từ chối. Ngại á chú. Dạ từ chối. Thì con mới nói là thôi để anh mai anh chở em đi làm cho, tại vì gần nhà anh thì anh sáng dậy sớm anh đi đưa cho tiện. Tại vì lúc đó vợ con không có đi xe, cái bữa đó không đi xe. Nhưng mà con có biết là vợ con lúc đó là có bạn trai không? Dạ biết. Vậy là như lại sau cái hôm đó là con có cái sự thay đổi dạ, tình cảm với bạn này. Rồi đến khi nào con chia tay với bồ con? Dạ cái lúc đó là con trục trặc tình cảm với lại bạn trai. Thì xong rồi con mới chia tay với lại bạn trai con. Thì sau đó khoảng tầm 3 tháng là hai tụi con mới chính thức quen nhau. Thì trong 3 tháng đó là hai đứa tìm hiểu nhau. Thì ảnh lúc đó ảnh có nói với con là ảnh thương, ảnh thích con. Nhưng mà ảnh không có nói ra, ảnh chỉ âm thầm làm bạn thôi. Thì từ lúc mà con chia tay bạn trai thì ảnh bắt đầu mới tấn công. Mà chú hỏi thiệt nghe Duy, cái lúc mà bé Nhật Anh á, bé chia tay bồ á, con có đốt nhang, con cúng, con mừng rỡ, cúng trả lễ gì vậy? Con có mừng không? Dạ không, tại vì nói chung là hai đứa có tâm sự với nhau, có nói chuyện qua với nhau thì cũng thường á chú. Tức bao nhiêu lâu? Tức là sau cái thời điểm mà chở giùm một bữa đó thì bao lâu thì con chia tay bạn trai? À, sau cái bữa đó là tầm khoảng 1 tháng sau là con chia tay bạn như trai. Vậy là lâu dữ à, lâu. Anh con cái lúc đó con có nhớ là con tỏ tình với cô ấy như thế nào? Dạ có, thì trong cái lúc mà trong cái thời gian mà 3 tháng tìm hiểu nhau rồi đưa đi làm, qua chở đi chơi rồi đó chú, thì kiểu như là vợ con cũng thích mình rồi đó, cứ hỏi con là
sao anh chưa tỏ tình em nữa? Sao lâu quá vậy, cứ bắt em đợi hoài. Dạ dạ cũng để ý rồi. Con thích tỏ tình ở vùng biển đúng không, hay là có lý do gì mà ra Phan Thiết? Tại sao không đi Vũng Tàu cho nó gần gũi mà ra tới Phan Thiết dữ vậy để tỏ tình? Tại vì hai đứa hẹn đi chơi với nhau rồi, con sẵn dịp con tính trong đầu là sẵn ra đó tỏ tình luôn. Tỏ tình luôn ở lại nữa, tức là đi ra Phan Thiết chơi rồi sẵn tỏ tình luôn đúng dạ không? Dạ đúng rồi, con hai đứa hẹn đi chơi thì con tính là tỏ tình luôn trong lúc đó cho nó lãng mạn. Đúng rồi, cũng mà thật ra biển là Vũng Tàu cũng có, hoặc thì, Cần Giờ cũng thì có bởi vậy. Vì Cần Giờ hay Vũng Tàu chứ mắc gì mà ra Phan Thiết xa xôi. Quan trọng là muốn ra ngoài đó ở cho lâu rồi tỏ tình bên bãi biển. Dạ không, tỏ tình lúc vợ con đang ngủ. Là con không biết gì hết trơn luôn á, anh này anh bất ngờ. Ngủ riêng hay là sao? Dạ ngủ chung, ngủ chung phòng. Thì cái bữa đó là buổi sáng thì đi chơi, chở vợ đi chơi cả ngày luôn. Thì đi sáng là con địa đi ngang cái chợ. Tại vì khúc đó là vắng lắm chú. Cô chú là rất là vắng. Con chạy xe thì con chở vợ con địa xem có bán hoa hay bán gì không. Thì tối mình âm mưu mình tỏ tình. Thì là cái con địa thấy có một tiệm bánh kem. Dạ, rồi đi chơi cả ngày xong chiều về con cứ hỏi vợ về lẹ lẹ em ơi, về lẹ lẹ. Vợ con cứ hỏi chưa mà em chụp hình chưa xong mà cứ về sớm vậy. Chưa đã. Dạ đúng rồi, mà 6 giờ chiều rồi, tại vì ở ngoài đó thì 6 chiều là đã bắt đầu sụp tối rồi chú. Đúng rồi, biển nó sụp tối nhanh lắm. Dạ đúng rồi. Đó thì cái con hói lẹ đi sợ tiệm bánh đóng cửa. Đóng cửa. Dạ đúng rồi. Dạ. Hay là về con thấy người ta đang dọn dẹp rồi. Chạy về cũng nửa tiếng đồng hồ mới về tới chỗ homestay để ở. Thì chạy ngang là con thấy người ta đang dọn dẹp rồi. Con chở vợ về xong cái nói thôi em vô tắm rửa ngủ đi. Để anh đi ra đây anh sửa xe anh mua đồ xíu. Đó. Dạ. Rồi cuối cùng ra tiệm có đóng cửa không? Dạ không. Con chạy ra con vào chạy vào, con mua cái đặt cái lấy cái bánh kem liền. Rồi tiếp tục. Cái con kêu người ta viết chữ lên. Về tới cái phòng thì là cô ấy đang ngủ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái con về tới phòng con cất bánh kem vào tủ lạnh. Con gửi vào tủ lạnh ở ngoài rồi con vào tắm rửa xong rồi. Con mới ra lấy bánh kem ra cái con vào con kêu vợ con dậy. Rồi lúc đó Nhật Anh em thức dậy em nhìn thấy cái bánh kem lúc đó là sao? Dạ lúc đó con rất là bất ngờ luôn, tại vì mình đang ngủ say chứ mình giận ổng á, tại vì ổng nói anh đi công chuyện chút mà ở đây hai đứa đi chơi đâu có gì công chuyện gì đâu cô, mình không biết ông đi đâu, cái mình giận mình kệ mình đi ngủ. Cái xong cái lúc mà ông gọi dậy thấy cái bánh kem, đưa cái bánh kem ngay trước mặt luôn, kiểu mình hết hồn mà mình bất ngờ, kiểu như là mắt chữ A mà mồm chữ O á, mình quá bất ngờ luôn, mà chưa kịp đeo mắt kính vô nữa tại vì con bị cận, quá bất ngờ luôn. Cái xong cái ảnh mới nói, ảnh mới tỏ tình thì ảnh mới nói cái câu là mà giọng của anh run lắm nha, kiểu như mình đang làm cái chuyện trọng đại. Cái anh mới nói là xin lỗi vì đã để em đợi lâu, làm bạn gái anh nhé, anh yêu em. Nói nguyên một câu đầy đủ như vậy luôn, chắc là có học thuộc rồi nhưng mà giọng nó vẫn rất là run á, tại vì kiểu như quan trọng á. Cái xong cái mình vui quá luôn, con thì con vui quá luôn, con đồng ý luôn. Là sau khoảng 3 tháng đúng không? Sau khoảng 3 tháng thì hai đứa chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu nhau là được mấy năm? 2 năm phải không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi. 2 năm rồi mới cưới được 2 năm. Dạ. Trong quá trình yêu nhau thì có cái chuyện gì vui không? Vui buồn hờn giận, cái chuyện nào mà đặc sắc đâu tâm sự cho cô chú nghe coi. Có một lần, cái này là kỷ niệm mà cái này là cái một cái kỷ niệm mà con quyết định chọn ảnh làm chồng luôn á, có nghĩa là hôm đó ảnh chở con đi dạo chơi thì đi ngang qua ngã tư Bảy Hiền. Thì cái ngã tư Bảy Hiền thì mình rẽ trái là mình không có cần phải đợi đèn đỏ. Thì bên tay phải là nó có một cái shop thời trang, nó một con mannequin nó bận cái áo rất là dễ thương. Thì con đi ngang con nói là cái áo này dễ thương quá à anh, vì con cũng chỉ cho ảnh xem, tức là mình vu vơ thôi chứ không có ý gì chân tính, con thì vô tư. Thì chỉ cho ảnh xem mà ảnh thì ảnh đang lái xe vậy nè, thì ảnh xem vậy mà cái xe thì quẹo qua bên đây, tức là cũng không có xem được nhiều. Xong rồi khoảng chừng hơn một tháng sau là đến sinh nhật của con, ảnh tặng cho con bánh kem với là ảnh tặng cái áo đó. Mà lúc mà ảnh tặng cái áo đó là con không nhớ nữa, con cũng ngờ ngợ, con thấy ủa sao cái áo này quen quá, tại vì mình cũng cho bộc phát mà mình nói thôi. Thì ảnh mới kể lại là ảnh đi vào trong cái shop thời trang á, ảnh tìm cái áo đó mà bản thân ảnh cũng không hề nhớ cái mẫu áo đó nó như thế nào. Mà cô chú biết á, là shop thời trang á, là một tháng là người ta bỏ mẫu hết rồi, người ta cúp hết trơn rồi. Ảnh tìm tung cái shop thời trang luôn, mà mặc dù mẫu thì không nhớ nha, bắt người nhân viên đi tìm cho bằng được cái áo đó, cuối cùng về tặng con. Là đúng thật, cái áo đó là con thích luôn á. Xúc động đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là anh này anh rất là tinh tế và sâu sắc luôn. Mặc dù là mình chỉ nói bâng quơ thôi nhưng mà ảnh để tâm và ảnh sẽ làm cái điều đó cho mình á, nên con quyết định là con sẽ cho anh làm chồng. Gặp cô là bữa sau đi mua liền, khỏi mất công lục lọi đúng không? Mua liền đi ra đó, vớt liền luôn. Nhiều khi
cái giai đoạn đó kẹt tiền quá, kinh tế lúc đó là chưa đủ mua. Dạ dạ đúng rồi. À, rồi kể từ đó là mỗi lần đi ngang shop con có nói với anh là con thích áo nào nữa không? Con thì cũng thích nhiều lắm. Thứ hai cái tinh tế đó, dạ. một cái là chai dầu thơm, dạ đúng rồi, quá rồi một cái là dạ. cái áo. Dạ tới bây giờ anh vẫn như vậy luôn á. Thấy thí dụ như nằm thấy vợ lướt coi hàng hóa này kia hay là mỹ phẩm hay nước hoa này kia, son phấn của con là anh cũng mua luôn á. Ví dụ như thấy vợ mua cái son đó, cái màu đó đúng không, thì anh sẽ lựa cái màu nó tương tự như vậy, anh tự mua, anh tự tặng luôn. Rồi, chúc mừng các con. Giống dạ. anh dễ sợ luôn, riết mà cô không dám ước luôn. Chị không dám ước luôn. Dạ. Muốn cái gì là có đó. Chị cứ ngồi chị bưng quơ, chị nói là y như rằng mai hoặc mốt, chậm nhất là ngày mốt là có luôn. Không? Đó là những người đàn ông. Thiệt. Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn á cô. Ngày nọ đó bà Hồng Vân bà ước có, trời ơi nhìn mấy con heo mà con heo uổng ỉn á. Con heo uổng ỉn, heo nhỏ đó, dạ. nhớ không? Heo mỏi. Trời ơi dễ thương, heo mỏi đó. Dạ. Dễ thương quá anh ơi. Trời ơi nhìn cái hình uổng ỉn nó đi một đàn vậy đó. Trời ơi cái lúc đó đó hả? Một tuần lễ sau chỉ có nguyên một con heo rừng nhỏ đó em nuôi. Thật không cô? Cái nhà, mà cái nhà của mình thì nó đâu phải có vườn tược đâu. Nó là nhà ống thôi mà. Trời ơi nuôi xong con có biết không? Đến khi nó lớn hả rồi phải thảy nó đi chỗ khác á. Mà một tháng sau chưa hết mùi thúi đó. Không dám ước, sau vụ con heo là không dám ước luôn á. Như vậy là tình yêu của các con phải nói là hai người chắc lẽ là rất là yêu nhau. Dạ. Dạ. Và không có cái gì gọi là khó khăn trở ngại với cái tình yêu của các con đúng không? Dạ, dạ. Bên gia đình hai bên cũng rất là đồng ý, cũng rất là ủng hộ cái tình cảm của hai đứa đúng không? Dạ, hôm nay cũng mặt mỹ mãn rồi. Như vậy là đâu có cho gì nên nữa bây giờ là chỉ, trong tình yêu. Bây giờ là cái điều mà mình soi mói là chỉ vô còn, tới luôn cái phần chỉ sau khi cưới. Cái phần sau khi cưới thôi đó. Dạ. Em ơi, nãy giờ kể quá nhiều. Như vậy chắc có lẽ là người đàn ông này từ khi mà trở thành chồng của mình, đó là chắc có lẽ là Lê Di đâu có những cái tật xấu gì đâu đúng không? Dạ có chứ. Có rất nhiều. Ồ vậy hả? Bất ngờ quá vậy. Dạ đúng rồi. Cô kể cho con chú nghe coi. Nhìn bề ngoài á là khôi ngô tuấn tú lịch lãm vậy chứ thực ra lúc mà cưới nhau về là có rất là nhiều tật xấu phát sinh. Ví dụ? Dạ ví dụ như bây giờ hiện tại có hai cái tật xấu lớn nhất mà mình cảm thấy mình quan ngại nhất luôn, là thứ nhất là ảnh xì hơi. Dạ. Nhiều lắm. Chính nhiều xác lắm luôn. Dạ mọi lúc mọi nơi. Có những tiếng. Người đó là những người rất tốt bụng. Dạ. Vì cái đường ruột cũng tốt lắm. Dạ mà xì hơi có tiếng á. Cái không, cái đó là tiêu hóa tốt đó. Cái đó nhiều là... lắm cô Vân. Trời ơi cái đó là tốt lắm. Vậy không? Có những người á mà họ không ít xì đó là ôi. Phải đi uống, tức là phải có thuốc á, uống để cho nó thông. Người đó gọi là nhuận hả? Nhuận á. Dạ nó nhuận á để thông. Tức là hàng ngày nào cũng rất là nhiều, tần suất rất là nhiều. Mình thì mình ngại á, cho nên cái mình mỗi lần mình nghe tí tiếng xì hơi là mình sẽ tự động mình nín thở. Mà mình nín thở cho đến khi nào mà mình cảm giác an toàn là mình cảm thấy à chắc là không có mùi nữa thì mình sẽ thở. Nhưng mà thực chất ra là anh này anh xì hơi không có mùi. Đúng rồi. Nhưng mà sẽ có một vài lần có mùi. Thì đó một là lâu lâu đó. Dạ lâu đúng rồi, hên xui thì một vài lần đó mình nghĩ là à chắc không có mùi đâu. Thì mình nín thở mình mệt quá mình nói à chắc không có mùi đâu, mình thở thì mình hửi mình nghe mùi. Nhưng mà thở ra một cái là coi như là dạ. nghe mùi dậy sống luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Là thấy hối hận trong lòng lắm luôn á, tại sao bây mình lại tin tưởng vậy? Bây giờ vẫn còn không? Dạ bây giờ vẫn còn. Thôi nói chung nhưng là... mà cái đó không có xếp vào tật xấu, cái đó là trời cho cái nhuận trường đó. Dạ ai cũng nói trời cho. Nhưng mà Duy ơi cũng phải kỹ lưỡng chút xíu, mỗi lần chuẩn bị nên bỏ chạy ra đóng cửa lại kịp không? Dạ không kịp, không kịp chú ơi. Không ảnh cố tình làm dạ, như vậy mà luôn mà con, tại vì vợ con thấy vợ con ghét nên con cố tình đó đúng chú không? Đáng yêu đúng không? Trôn vợ, những lúc vợ con ngủ là con quay thẳng vô người vợ con luôn. Ê có người nào mà đang ngủ cái đầu cái là nghe một cái âm thanh kỳ diệu xong giật mình thức giấc không? Dạ đang ngủ thì không nghe cái đó, nhưng mà đang ngủ thì nó có cái khác. Là tức là ảnh á là ảnh ngủ anh rất còn hay chảy ke. Ảnh chảy ke ướt đẫm cái gối luôn. Anh ướt đẫm cái gối xong ảnh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình. Là mình thức giấc là như vậy. Rắn mắt như vậy nè. Xì hơi á là không có phải là xếp vào tật xấu. Nhưng mà cái mà quay cái xì hơi đó vô người là tật xấu. Là tật xấu. Cố tình cho đó. Vợ 50-50 đó. Dạ. Ví dụ mà chảy ke nữa mà úp cái gối vô mặt dạ, vợ nữa. Thường xuyên luôn. Cái đó là chủ động rồi. Nên như là cái đó gọi là tật xấu. Dạ. Nha. Nhưng mà mỗi lần vậy vui không? Dạ vui chú. Vui mới làm. Con vợ chửi chắc khoái lắm đúng không? Dạ. Vợ mỗi lần vậy vợ chửi khoái lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì vui. Dạ, tại vì con hai vợ chồng là nhây với nhau lắm chú. Vợ con mà ghét cái gì là con hay làm ngược lại lắm.
Vui thú vui đó. Dạ đúng rồi, vợ con là rất là ghét đổ rác, rất là rác, ghét cái mùi rác đó, tại vì nó hôi thối á. Nên là đi chơi là con chở ngang qua cái bô rác. Trời, cái chỗ mà người ta hay đổ rác, hoặc là chạy ngang mà mấy cái xe rác mà ngoài đường, xe lớn lớn của thành phố á chú, là con đứng lại. Con đứng lại con bấm điện thoại. Rồi sao mà cái tật xấu con biến thái quá vậy? Đó, biến thái lắm. Dạ. Đó. Như vậy là tật xấu đó. Dạ. Như vậy tật xấu đó. Ở nhà là cái nhiệm vụ của ảnh là sẽ đổ rác. À. Thì mỗi lần mà ảnh xách cái thùng rác đi đổ rác là ảnh sẽ xách đi ngang mọi người, mà ảnh xách ngay cái mặt mình vậy nè. Trời ơi. Ảnh đi vậy nè đó. Mỗi lần về con có rượt ổng không? Con trốn chết không kịp luôn á. Mà ảnh hay vậy lắm. Nhưng mà nè, có sạch sẽ, có dơ gì không? Dạ không. À, ảnh thì cũng không có được liệt vào ở dơ đâu, ảnh cũng gọn gàng kỹ tính lắm. Có điều thì anh ít tắm thôi à. Ít tắm. Dạ. Một lần, một ngày tắm mấy lần? Dạ đôi khi hai ngày tắm một lần. Nhưng mà người có hôi không? Dạ không, hôi rất hôi. À vậy thì cũng sao. Dạ. Tại vì có những người á, họ cái bài tiết của họ, họ không có hôi, mà hôi quá hôi. Dạ. Miễn là mình phải sạch sẽ thôi. Và có những người đó là sợ nước. Sợ nước lắm, tắm là bệnh á. Như vậy mùa lạnh này chắc một 3 ngày con tắm một lần đúng không? Dạ đúng rồi, có đôi khi là như vậy luôn. Nhưng mà tại vì con thích tập thể thao thì ngày nào con tập thể thao về là con sẽ tắm. Đúng chứ không, con không phải là con không tắm. Đúng rồi. Dạ. Có nghĩa là bạn này á, là bạn 50-50, bạn có những tật xấu rất là biến thái. Ví dụ như là lấy cái sự mà đau khổ của vợ làm niềm vui của mình. Làm niềm vui của mình. Rồi. Rồi bây giờ tới con đó Di, vợ con có những tật xấu gì? Dạ vợ con thì xấu ăn lắm chú. Dạ. Bình thường á nhây với con hoài à. Mà mỗi lần lúc mà đói bụng hay gì đó con ngay lại thì bắt đầu là cọc với con. Cọc rồi đánh con rồi dí con. Đói bụng đúng không? Dạ đúng rồi. Xấu tính đói. Xấu mỗi ăn. Lần mà tới giờ ăn mà không được ăn là tay run hết trơn đúng không? Dạ. Đó. Dạ. Rồi xấu ngủ. Dạ. Thì thí dụ xấu ngủ là dạ buổi tối mà vợ con lên thường là lên lầu trước thì con ở dưới là con dọn dẹp xong con mới lên. Thì lên là thấy nằm hết giường luôn. Nằm hết giường rồi mền thì lại đắp hai vợ chồng đắp chung thì là vợ đắp hết luôn. quấn hết đi ngủ luôn. Con không có mền đắp. Trời lạnh rồi sao? Dạ trời lạnh là vợ con là lạnh thì tối đó, con canh vợ con lạnh con quay thẳng quạt vào vợ con mà mở máy lạnh là chĩa thẳng vào vợ con luôn. Xong con lấy máy lạnh con lấy cái mền á con dành con đắp cho vợ con lạnh. Biến thái. Thêm một lại thêm đúng rồi. Cái kiểu như là con trả thù quá chú. Dạ đúng rồi, trả thù đêm ngủ mà hay trả thù lắm. Dạ rồi còn thường là hay gác chân lên con nữa. Là lúc mà hai vợ chồng chưa ngủ á, nằm chơi với nhau á, nằm coi tivi đó thì con gác vợ con là chửi rồi la. Xong rồi mà ngủ thì lúc nào cũng gác con đó. Mà sáng con nói thì là cãi lại cứ nói là có đâu. Trời, dạ đúng rồi. Thức á, dạ, nên là con hay chụp hình lại lắm. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Mỗi lần lúc mà ngủ là xấu gì là con chụp hình lại nè, nằm lớn giường này chụp hình lấy mền này chụp hình nè. Nhưng mà con có đưa cho bà coi không? Dạ có. Coi rồi. Con đưa bằng cãi không? Dạ không, là lúc đó chỉ biết cười thôi. Cắm hồng luôn. Dạ đúng luôn. Rồi. Thôi, bây giờ mới biết nguyên nhân tại sao lấy cái gối mà đầy ke ướp vô mặt. Tại nó bị gác. Gác quá. Đó. Dạ đúng rồi, con trả thù. Rồi còn thật xấu gì nữa không? Trả thù công khai luôn cô chú, tức là ví dụ như là đêm hôm qua làm cái gì là sáng ngày mai kể. À, hôm qua anh xì hơi cho người em á, em biết không? Hỏi con vậy. Mà nghe là mình còn quạo thêm. Dạ đúng rồi, công khai luôn, không có giấu giếm gì hết. Rồi còn tật xấu gì nữa nè Duy? Dạ là ở nhà là hay mặc đồ hở hang ra ngoài tưới cây rồi tưới sân này kia đồ. Có hàng xóm xung quanh nhìn không? Dạ cái con nói em làm gì mặc đồ hở hang quá à? Để người ta nhìn. Cái vợ nói đâu có ai đâu lúc nào vậy. Xong cái con ra con đứng con canh mà có người đi nghe là con nói nè có người nè sao có người. Cái bắt đầu là cãi cái nói không nó có ai đâu mà lúc nào cũng vậy chú. Ra tưới cây buổi tối là canh ra tưới cây mặc đồ hở hang ra tưới cây rồi tưới sân rồi quét sân rồi làm đủ việc hết mà thay giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hở hang rồi mới ra tưới cây không chịu mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu lên thay đồ rồi mới vào quành ra tưới. Nó bây giờ vẫn vậy hả? Dạ đúng rồi. Ồ hàng xóm nhưng mà nói chung là hàng xóm là nữ nhiều hay nam nhiều? Dạ nam nhiều lắm chú. Trời. Mà mấy ông đó là dắt chó đi ra ngoài đi dạo chú. Trời. đứng giữa đường rồi cứ nói là không ai. Con nói kìa ông kia kìa đứng tuốt trên đầu đường trên kia kìa mà nó ở đó mà nó không ai. Không mặc gì cho nó thoải mái đúng không chứ không có dạ ý đúng gì rồi đó. Dạ đúng rồi thật sự không có ý gì hết á, mặc thoải mái để làm việc thôi. Thôi vậy bữa nào á ta mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kính cổng cao tường đi. Dạ không chịu chú. Không chịu. Con đi hội chợ con chỉ mấy bộ đồ đẹp quá chị đẹp cũng không chịu. Mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc á. Đòi mua cho con mặc. Mấy cái bộ đồ tay dài quần dài. Nhưng mà con đâu mặc đồ hở hang gì đâu, con mặc đồ của ổng không à. Ở nhà con lấy đồ của ổng không mặc không à. Mà áo ba lỗ được hả? Dạ đúng rồi. Mặc áo rộng rộng. Vậy là ba lỗ của bạn này khoét hơi bị sâu. Ờ. Bạn này nè. Dạ. Mai mốt dẹp hết mấy áo ba lỗ đi. Dạ, mà cứ lấy đồ con mặc không à chú. Con không hiểu luôn.
đi mua đồ cặp với nhau, hai đứa mỗi đứa một cái áo, về lấy áo con mặc. Áo của mình thì cất cất mặc đi chơi, còn áo con lấy áo con mặc ở nhà. Mà đồ cặp với nhau mặc đồ đẹp đó nha chú, mà để đi mặc đi chơi chung á. Là cuối cùng là đồ con cũ mà đồ của mới. Dạ đúng rồi. Đồ mình thì cất bỏ vô bịch, bỏ vô xác vô tủ như luôn. Như vậy là tính xấu đó. Dạ đúng rồi. Đó, tật xấu đó. Tính toán rồi quá, con, tính toán trong ăn bận. Rồi còn tính tật xấu rồi. Gì nữa không? Cái tật đó là thực ra là dễ thương đó. Hai đứa đều có những cái mà tật xấu biến thái á. Hai đứa biết nhậu không? Đứa nào biết nhậu? Dạ hai đứa đều biết nhậu chú. Dạ. Dạ. Mà... là cái khi mà chưa có cưới về, chưa có cưới thì con dẫn về ra mắt bạn bè của con với lại anh chị em họ. Thì về nhậu thì bữa đó là con cũng sợ mất mặt. Kiểu như là tại vì con biết bạn này uống nhiều, con cũng sợ ngại á, nên con rót ít ít thôi cho uống thôi, cứ kêu rót đầy đi, rót đầy đi, uống uống quá trời uống luôn chú. Đồ mạnh. Uống, dạ đúng rồi, uống xong xíu nằm xuống ngủ ói quá trời ói luôn. Dạ nghĩa là bạn vợ là cái đô, dạ, đô mạnh. Cao hơn con. Dạ đúng rồi. Dạ nói chung là cũng hai đứa cũng uống ngang với nhau, ngang nhau. Nhưng mà bên này là mấy lần coi như là quắc ăn câu đúng không? Dạ quắc là hai đứa đều quắc luôn chú. Nằm ngủ chung với nhau luôn. Dạ rồi sau này cưới về là con thấy vậy là con biết rồi, con cho uống luôn, uống đi rồi xíu ói cũng ói luôn. Cái con đem cái thùng rác ra cho ói, chui đầu cái thùng rác ói luôn, cắm đầu vô. Dạ đúng rồi, con quay phim lại, con đâu có lúc đó cưới về rồi con đâu có ngại nữa, con quay phim lại sáng cho coi quê chú. Ói nữa. Dạ đúng rồi. Nhìn dạ đúng rồi, tại vì ghét cái thùng rác mà ở nhà rất ghét cái thùng rác mà. Nhìn lúc mà ói. Dạ đúng rồi, ói đâu có biết đâu, đâu có phân biệt được cái gì, cắm đầu vô. Trời đất ơi. Nói chung hai đứa đều biến thái như nhau á. Bây giờ có mong muốn thay đổi gì không? Ủa hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Bởi vì chưa mới vậy. Chưa mới giỡn hết cái nhau kiểu đó được. Dạ. Thôi tranh thủ cứ giỡn hết đi. Giỡn đã đi. Dạ. Để khi có em bé mình tập trung mình lo cho em bé. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em mong muốn giờ mình thay đổi điều gì? Dạ gì? Con cũng không mong muốn thay đổi gì lớn lao hết, là tại vì vợ con là có cái tính là kiểu như làm việc, mỗi lần làm việc hay là làm việc nhà hay là công việc gì đó thì làm rất là chăm chỉ, siêng năng và muốn làm hoàn thành rất là xong sớm. Nên là cứ làm nhanh lắm, cái gì cũng làm nhanh đó. Nấu cơm mà chừng có 15 phút nửa tiếng là đã xong một bữa cơm rồi, đầy đủ món luôn. Dạ rồi bày bừa ra, bày chén rồi rất là nhiều. Con nhìn thấy con quải luôn, quá trời đồ luôn. Rồi bể chén rồi lum lá đó chú. Dạ cô chú. Kiểu như vậy đó, nói chung là làm rất là làm nhanh lắm. Nhưng mà hơi nhưng mà hay đổ vỡ. Dạ đúng rồi. Nên con dạ đúng rồi, con muốn vợ con kiểu như cẩn thận lại trong những mọi việc chậm luôn. Chậm mà chắc đúng không? Dạ đúng. Bây rồi. Giờ nó là em ơi chậm mà chắc. Vậy đi. Dạ. Nói chung á chị cũng chứng kiến bà Dung ở nhà chị y chang vậy đó, làm nhanh lắm. Nhanh mà hay. Nhanh lắm đổ mà. Một cứ là 100 bộ chén thì mỗi bộ chỉ còn một cái thôi. Dạ. Vậy á khổ ghê lắm, không bao giờ được ăn ý. Thôi vậy là cái mong muốn đó cô thấy là ổn không? Dạ dạ được hiểu. Dạ được. Tại vì nhiều khi trong lúc hoặc là làm việc á chú, con đi làm, con đi làm văn phòng mà thì vợ con ở nhà làm. Ngày nào con đi làm là cũng chụp hình cho con coi. Tay thì đứt tay, chảy đó, máu rồi đá chân thì đá vô cái đó, mạnh bạo đó. Dạ đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Cái tường nhà cô là dù có cái lối đi mà đi đá vô cái tường để chân xước móng chân rồi. Mạnh bạo. Nấu cơm thì đứt tay. Phải tập nhẹ dạ. Xây đấm đi. Dạ. Hậu đậu. Dạ. Hậu đậu. Dạ. Đó. Nhưng mà làm rất là giỏi, là nấu ăn rất là ngon. Thôi cố gắng chậm một chút, tập trung chút để mai mốt có con cái mình còn pha sữa nè, ẩm nó nè, rồi chăm sóc nó, cho nên là không thể nào cho phép mình coi như hậu đậu gì. Dạ. Nó rất là ảnh hưởng tới con dữ lắm. Con rất sợ, không phải ảnh hưởng gì, sợ em bé rồi. Mình rớt. Ừ. Rồi mạnh bây giờ tay, con mạnh chân nữa nó đau, hiểu không? Dạ. Rồi con mong muốn Lê Di thay đổi điều gì? Dạ thực ra là cái điều con mong muốn nó cũng nhỏ nhỏ xíu thôi, là buổi tối á, lúc mà hai vợ chồng chuẩn bị ngủ á, thì con thường hay ngủ trước. Ảnh thì ảnh hay ngủ trễ, thì những cái lúc mà ảnh chưa ngủ, ảnh xem điện thoại, ảnh coi livestream hay là ảnh coi đá banh hay là phim gì kia, ảnh mở nhỏ volume xíu. Tại vì con kiểu như con cũng khó ngủ á, nên là ảnh mở rất là lớn. Ví dụ như coi đá banh á, nhiều khi đêm á đá banh 2-3 giờ mà vô cái anh mừng quá, anh vô cái bắt đầu cái mình giật bắn người lên đó. Là mong muốn anh thay đổi cái đó thôi. Dạ chứ thực ra cũng không có gì lớn lao. Như vậy thì nếu mà con đồng ý thì mốt coi đá banh rồi đó, kêu Duy ra phòng khách coi. Coi tivi phòng khách coi. Muốn nằm kế vợ coi gì á cô. Thì đó, thì bây giờ là phải có nghĩa là muốn cái này thì phải đi xin cái kia. Dạ đúng rồi. Con á, con đúng rồi. Ủa là sao con đâu. Con nghĩ là gì nè, khi mà nếu con muốn như vậy á thì mốt á
còn cho ra phòng khách nó ngồi nó coi, nhất là hôm nào đá banh á, còn nếu mà phim ảnh này kia nọ thì có thể tiết chế được. Nghe cái này này nhưng mà đá banh nó kỳ lắm. Dạ không, con cho ảnh đi ra chỗ khác coi, nhưng mà ảnh muốn nằm kế bên khoái, vợ coi. Rồi, đúng rồi, nằm kế vợ coi. Không, nếu mà vẫn không thay đổi nữa thì là con bắt buộc phải đi ra phòng khách. Đó, nó vậy đó, hiểu không? Dạ. Phải thỏa thuận với nhau. Dạ, thỏa thuận đó. Chứ vừa muốn nằm kế vợ mà vừa muốn hả? Đúng rồi. Có tay. Sớm muộn gì con cũng phải làm điều đó thôi. Không biết tại sao mai mốt mà có em bé đó thì làm sao mà con có thể tồn tại được ở trong cái phòng đó. Hiểu không? Con mà vô một cái ra đạo thức là khóc. Nó con khỏi coi nó khóc là trời đó, con nít mà nó thói quen khóc đêm là chết luôn. Nghe. Dạ. Đúng không? Rồi, các bạn mong muốn thay đổi những điều rất là đơn giản. Dạ. Mình nghĩ là các bạn mỗi người sẽ có thể thay đổi và để cho người kia sẽ hài lòng. Dạ. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Dạ, hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, ok, chào hai con. Dạ, cảm ơn cô chú.